không có cửa đâu. Nó tiền bán sinh tới nơi rồi. Cảm ơn cha, cảm ơn tâm chị. Dạ. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Cuối tháng trừ tiền. Em có thương anh không? Túi thằng coi, cứu coi. Cái ngồi đó, ngồi chuyện này ngoài. Trời ơi, công nhận tình hình kinh tế khó khăn, sao mà bán ế dữ vậy trời. Vậy bán này cho em đi, này bán ok không? Ok, không ok sao bán bà. Hỏi lấy nha, hỏi bán này xịt ok không? Sao không ok trời, ok mới bán, ok bán chi? Ok em lấy nha. Kem nám này ok không? Ok. Ok hả, em lấy bán đâu. Cuối tháng trừ tiền nha. Cái gì? Mày báo quá vô quệ ơi, mỗi lần mày lên đây mày chơi là mày báo tao à. Thì bây giờ em mua làm đẹp em mới bán, em tư vấn cho khách được chứ. Mệt ghê. Cuối tháng trả. Bán ế rồi. Cho em bịch này nha. Nữa. Ủa chị Vinh, sao cái bụng gì mà bự quá vậy, không có bầu hả? Bầu nào? Trời đất ơi, nghĩ sao tôi có bầu vậy trời, tôi có bầu bằng đường nào? Trời, tại uống nước no quá nè cho nên cái bụng nó bự ra thôi chứ có gì đâu. Đứng yên đó. Gì? Bà mua nước ở đâu? Bà mua nước ở đâu mà qua đây bà ngồi? Tôi cấp bà ngồi luôn á. Thì đi ngoài đường thì khát nước quá ghé cái tiệm kia mua thôi. Đi qua tiệm nó ngồi đi, qua đây chi? Chai đứt rồi, bây giờ phải chạy qua đây ngồi chứ. Kêu nước uống nha, ngồi không không cho nha. Thì sắp hết nước rồi, cho anh ly nước đi, cho anh chai nước đi. Nước gì? Chai nước đi. Vô lấy đại cho bả đi. Nước gì cũng được hết trơn á. Rồi giờ không bán vé số thì sao mà dạo dạo qua đây hoài vậy? Đang bán vé số đó chớ, mà không ai mua. Rồi rảnh không? Mua dùm tờ đi. Tiền nó mua. Trời ơi, nó mua đồ của tôi còn nợ nữa nè. Tiền trả nè. Ôi chị Trần đó, bán buôn gì tới gần tới giờ rồi mà vẫn chưa mua bán hết được. Ê bà Trinh, tôi hỏi bà cái này được không? Sao? Hỏi chuyện gì? Bà có biết mấy cái triệu chứng mà của cái người mà đang có bầu không? Biết sao không biết trời. Sao bà biết được? Ủa chị có bầu rồi hả? Không có. Má tôi. Cái triệu chứng của má tôi là ngày xưa á, là bà rất thích ăn cứt gà sáp. Cái gì? Cứt gà sáp á. Cứt gà sáp sao ăn? Trời ơi, vậy mà mấy cái người mà có bầu á, người ta thích, người ta ghiền, người ta ăn. Nhiều khi đi kiếm cứt gà sáp người ta ăn đó. Trời, nó thúi chưa lắm. Hết đâu nha. Người ta còn đi ăn mấy cái trứng mọt á. Đây nè, ở trong đây nó có mấy cái mọt ở trong đây nè. Mấy cái trứng đó xong cái người ta lụm, người ta bóc ta ăn. Ghiền á, có luôn hả? Ăn ghiền nha. Ăn ghiền đó, má tôi kể chứ tôi cũng biết nữa. Rồi má tôi nói á, là có những người á, người ta có những cái triệu chứng giống như là người ta thích ăn ngọt nè, rồi thích ăn chua nè, rồi thích ăn mặn nè, đó, rồi xong ăn xong ối. À, có cái triệu chứng này nữa hả? Bà thấy ghê quá bà ơi. Đó, là vậy đó, ta những kêu, cái triệu chứng vậy đó. Ta kêu là ốm nghén á. Ốm nghén đó. Ôi, bà tả mà tôi tưởng là bà từng trải qua cái giai đoạn có bầu không á. Không, má tôi kể. Mà sao vậy? Nào giờ là tôi chưa thấy bà nhiều chuyện nha. Hôm nay tự nhiên nha, tự nhiên phát tiếp ra cái chuyện nhiều chuyện nha. Bắt trước tôi hay sao vậy? Mệt quá. Con bóng này á là ít khi mà nhiều chuyện trong xóm này đó. Nhưng mà tại vì cái chuyện này tôi thấy thắc mắc quá. Mà tôi nói với bà, chắc gì bà giữ kín cho nên tôi không nói nữa. Thôi nói đi, nói đi, nói đi chuyện gì vậy? Nhiều chuyện chung cho nó vui. Ôi, nói rồi mất công bà đi riêu rao rồi, không phải người ta tát vô mặt tôi nữa. Tôi thề với bà luôn, tôi sẽ không nói với một ai hết trơn á. Thề. Ủa nha. Giữ kín trong lòng luôn. Thiệt ra là mấy hôm nay tôi nghi ngờ bà Vân. Bà Vân sao? Bà có bầu. Hả? Cái gì? Bà Vân có bầu. Ừ. Bà qua cái tiệm tôi, xong rồi á, các bà mua nước dừa bà uống. Bà ngồi bà uống được tí xíu, cái bà nó kêu, ê, giai đoạn đầu không được uống nước dừa. Rồi cái hai cái bà đâu có uống đâu mà tự nhiên bà bắt ói cả. À vậy bà ngồi bây giờ nè. Ôi kỳ lắm luôn á. Nhiều khi bà bị đau bà tử làm sao? Đâu, đau bà tử thôi mà kỳ vậy. Ôi mà chị ơi, có chừng chị lộn đó. Em thấy bà già như lớn tuổi gì sao bậu được. Nhưng mà tại sao tôi thấy mấy cái triệu chứng này tôi nghi nghi? Bởi vậy nay tôi mới hỏi bà đó, coi tôi chính xác không? Ngộ ghê vậy ta. Ê. Nhưng mà bây giờ nè, mình ngồi mình phân tích đi. Cái xóm của mình có bao nhiêu người? Xóm mình thì có rất là nhiều người. Đúng rồi, nhưng mà thân quen với bà Vân thì có ai? Saxophone. Anh saxophone. Saxophone là không được rồi đó. Sao vậy? Tại vì nếu như mà mình tính theo cái gu của bả nha, gu bả là cái gu mà trai trẻ đi, thì là saxophone là không lọt vào tầm ngắm của bả. Tại vì á, nếu như mà trai trẻ thì phải là đẹp, sáu múi thì mới hợp với bả. Còn quỷ saxophone á, đã cái bụng nó thì bự, cái môi nó thì về nè. Đó. Rồi, người ta đi thổi kèn nấm ma hoài, biết sao môi người ta không vậy? Thì đó, cho nên là cái thằng đó là loại ra đi. À, biết rồi, hai mía. Hai mía hả? Cái gì vậy thôi? Cha hai mía về quê hai tuần nay rồi, tự nhiên liên quan gì tới cha hai mía? À biết rồi, anh Bài.
anh ba là không có được rồi. Sao không được? Anh ba đẹp trai mà. Anh ba đẹp trai nhưng mà nếu mà có bầu á là có bầu với con Mỹ này. Cái gì? Liên quan gì tôi bà nội? Tại vì hai người thương nha. Vậy á, có đâu. Cha nội đó là một đơn phương một mình thôi. Đơn phương một mình hả? Còn nếu như mà có bầu thì cũng có chỉ là với tôi thôi, nhưng mà tôi thì không có để được rồi. Đó lại luôn đi. Lại luôn đi. Bây giờ sớm mình còn ai ta? Đây chú. Chú Phương. Trời đúng rồi. Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Chú Hường mới nhớ nè. Ê, từ từ để tôi kể chuyện này trước. Đâu đâu bà kể coi. Hôm bữa trước nhà bà Vân hư cái gì á, thấy chú Hương qua mình nói sửa cho bà. Tại vì sao? Trong xóm này có mình ổng biết sửa đồ thì chắc chắn những cái gì mà hư là ổng đều biết sửa. Đúng không? Đúng rồi, đường kim mũi chỉ của ổng tốt lắm luôn á. Tới cái chuyện của tôi nha, một bữa hổm nè, tôi thấy rõ ràng nha. Bà Vân bánh đi chợ, xong rồi cái chú Hư tự nhiên đầu sạc ra. Tại tôi đi bán cái số ngoài chợ mà, cái tôi thấy cầm giỏ cho bà Vân. Cầm giỏ cho bà Vân xách về tới tận nhà luôn. À, vậy là xách cô giỏ. Vân lên xong lầu luôn. Xách lên lầu luôn nè. Trời ơi, xách lầu làm gì? Xách lên lầu luôn, mà thấy là coi như lên trển mà không có ra, lâu lắm. Mà làm cái gì mà lâu dữ vậy ta? Chú Hư này hư quá à. Ê, có khi nào là chú Hư với là bà Vân hai người là một cặp, hai người hư hỏng? Ý không được bố. Trời ơi, tao nghĩ tới cái chuyện đó kỳ lắm luôn á. Ê, nếu mà có em bé ra nhìn mặt kỳ lắm nha, mặt của chú Hư á mà có con với bà Vân, trời ơi con giống ổng trời, cái mặt đẹp xấu hả? Lắm xấu lắm xấu lắm, không có đẹp. Thì giống bà Vân thì sao? Nếu mà bà giống bà Vân á thì là đẻ con ra mắt mí không có hai mí đâu. Tại vì hai mí bả là bả mới cắt bây giờ, chứ nếu mà nguyên thủy con bả là coi như gốc của bả là gốc con bả là coi như một mí đó. Bà ơi, bà tính gì xa quá vậy? Tôi đang lo đây nè, tự nhiên đang lành bén thì ế nữa. Thế tự nhiên giờ đi ăn cưới chú Hư với lại bà Vân tốn hết tiền. Nếu mà tốn tiền mà chúc phúc cho hai người đó thì không có thành vấn đề. Nhưng mà cái vấn đề là mà quan trọng là hai người đó đến được với nhau hay không. Lớn tuổi với nhau rồi, tự nhiên đến với nhau có mất công bị dị nghị đó. Trời, không có gì đâu mà dị nghị. Nếu mà đến được với nhau thì là chúc phúc cho họ thôi. Nhưng mà cái vấn đề là có sống bền hay không. Mà tại sao là coi như là họ lén lút nhau mà mình không biết, hiểu không? Cái vấn đề cái đó. Ê bà Trinh, hồi đó giờ tôi chưa nhiều chuyện của ai. Lỡ bây giờ tôi nhiều chuyện mà tầm bậy tầm bạ, trời bà Vân mới dữ lắm á. Yên tâm đi. Hay bây giờ mình dò xét coi có phải như vậy không? Mình để ý đi. Mình tìm hiểu đi. Thì mình cứ vậy đi, tiến hành vậy đi, ok không? Lụm. Ê, mới nhắc kìa. Tới kìa. Biết rồi. Nhẹ nhẹ thôi. Bước lên cái này bước từ từ thôi. Trời ơi, nó chơi một cái là... Không mà bước từ từ nó té một cái là xảy ra chuyện á. Cẩn thận nha, cẩn thận. Ngồi xuống. Trời ơi, anh ơi, chắc anh phải đưa em đi khám chứ điều này không... Khám gì? Thái đó. Anh bóp cho em cái vai đi, mỏi người lắm. Trời ơi. Ôi. Muốn ói mà ói không có được. Trời ơi, hành quá, bị hành. Chú Hưng. Sao con? Thím có như vậy bao lâu rồi chú? Dạ. Từ bữa đó tới bữa nay là bao lâu rồi ha ông ha? Chắc cũng tầm tháng mấy rồi đó bà. Ủa tháng mấy rồi ha? Đúng rồi. Bao lâu quá. Cái giai đoạn mà ói mũi đó. Thím. Nói chung là sức khỏe dạo này thím sao? Không ổn. Không ổn. Rất là dễ ói, người cái mùi gì cũng ói. Mà lại khó ngủ nữa. Khó ngủ nữa hả? Mà dạo này á, mặt của thím hơi sưng á. Sưng chứ, trời ơi, sưng chứ. Mặc là cái người bệnh dạ đó khó chịu lắm. Dạ thím dạo này mặc áo rộng rộng quá ha. Mặc áo rộng không? Có lên ký không? Lên ký nhiều. Dạ. Lên ký nhiều. Vậy là nó có triệu chứng đó. Bị cái bụng mà. Dạ. Mấy cái triệu chứng nó hành thím không? Hành, trời ơi, hành dữ lắm. Ông này ông biết hết trơn. Lớn tuổi. Chú sao chú không chăm sóc cho thím đàng hoàng? Không, mày biết không chăm sóc? Ông chăm không á. Trời ơi, một tay tao từ bữa tới giờ đó. Vậy đó hả? Tao dậy rồi mà ở trên lầu ba, muốn lần đưa lên đưa xuống cực muốn chết luôn. Trời đúng rồi, chú ráng nha. Cái giai đoạn đầu á, ba cái tháng đầu quan trọng lắm á. Hơi cực tí xíu. Đúng rồi, hơi cực tí xíu, con nghe tao nói vậy. Nên là dán hơn. Mày biết hả? Dạ, thí dụ mà giống như mà thím mà có kiểu như mà quánh chú hay là nhắc nhéo chú hay là căng thẳng với chú cũng ráng chịu đựng đi. Vì cái thời gian đó là mình phải chứng tỏ mình là một người đàn ông bản lĩnh đó. Không, tao nhận dạ, bà lại lỗi dạ, tao mà. Dạ, đúng rồi. Tao không có giữ được mình. Đâu, dạ. Có gì đâu lỗi chú, con thấy cái điều đó, cái điều... Hạnh đáng... phúc. Hạnh phúc mà. Lúc nào sao chú? Nói chung là chú cảm thấy là chú làm gì không có suy nghĩ. Thì đó, chính vì không có suy nghĩ.
nghĩ đó, hiểu không? Hôm, dạ. hôm bữa cũng nhéo ổng đó, nhưng mà nhéo có một hai lần được thôi à. Qua cái cơn giận là hết à. Dạ. Mà chú. Hả? Chú chừng nào chú đặt nhà hàng vậy? Ủa là tụi bay biết hết luôn rồi hả? Bà biết, dạ. biết chứ. Biết hết trơn luôn. Bà nãy giờ chuyện tụi con biết rồi, không nói đâu. Nói chung là cũng giấu tụi con, chú cũng đặt nhà hàng rồi. Dạ. Mà đang tính là tổ chức sớm, mà tại vì bả vậy rồi sao tổ chức sớm được. Thì anh dời lại. Đúng rồi, dời lại nhưng mà phải sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Nhưng mà chú có mời khách đông không? Khách chú thì trong xóm này cũng vòng vòng có mấy bàn chứ nhiêu. Nhưng mà mọi người trong xóm này á là thân quen với chú nhớ mời nha. Nói chung là chú mời hết. Dạ. Tôi nghĩ là như vậy. Ông cứ mời thoải mái đi. Thiếu tiền thì nói tôi chuyển tiền cho 50 triệu là dư sức đãi. Trời ơi, hạnh phúc quá còn gì. Bởi vì ông bà người ta nói mà, đồng vợ chồng chồng tát miệng đông cũng cạn. Đây, chắc tao tát vô mặt tụi bay một cái nha. À? Ủa sao vậy? Tụi bay đang nói điên nó khùng gì vậy? Thì tụi con đang chờ ăn đám cưới của chú với lại Tiến nè. Đúng trời rồi. Ơi. Trời ơi. Trời ơi, đám cưới hả? Dạ. Chú nãy giờ chú kêu chú đặt nhà hàng rồi. Thôi khỏi thì còn phi à, còn phi với đám cưới à. Ở đâu ra đám cưới vậy cha? Cái gì vậy, cái gì mà còn phi cái gì? Ủa đây cái vụ đặt. Tôi cũng đẹp lồng lộn mà. À lồng lộn quá, tôi đâu dám hợp với bà đâu. Trời. Cái nhà hàng đó là tưởng mấy đứa biết sinh nhật của chú sắp tới, chú đây tính đặt nhà hàng để sinh nhật chú mà. Trời ơi, sinh nhật. Tại vì bà này bán đang bị như vậy rồi, chú không có muốn để có gì đi đông cho nó vui. Thì đó. Thì tụi con đang nghĩ là tại Tiếm đang có bầu. Đúng rồi. Cho nên chúng mới dời cái người cái tiệc đám cưới lại. Đúng rồi. Trời ơi. Bà Dân. Ê, cái này là không được nha bà Dân. Gì? Ủa là bà có bầu hả bà Dân? Ê bà gài tôi hả? Bà có bầu sao bà nói bà đau bao tử? Là bữa giờ tôi hả chăm sóc bà. Ê, không có gì. Đổ vỏ nha. Ê, thì đó, ông bị điên à. Tôi đâu có nói tôi có bầu. Nói kìa. Chứ còn gì nữa. Bây giờ em hỏi chị nè. Hôm bữa rõ ràng em thấy chú Hư dẫn chị vô trong nhà làm cái gì tổng lâu dữ vậy? Đúng rồi. Không lẽ vô toàn có mấy cái cốc thôi mà lâu dữ vậy hả? Ủa, tụi tao làm cái gì trong đó, tụi tao phải khai với tụi mày hả? Không phải khai chứ, phải khai chứ có hiểu lầm tôi, phải đây, khai. Nhưng mà tôi đâu có bầu đâu, đứa nào đồn có bầu, đứa nào. Đây, bây giờ tao hỏi lần cuối là đứa nào? Đứa nào? Đây, tụi bay đùa, tao lật cái bàn lên bây giờ. Trời. Đứa nào? Đây nè, bà nội đây nè. Bà nội gì? Đúng trời rồi, ơi, bà nhiều chuyện với tôi mới nhiều chuyện lại to. Ê, ở đó giờ trong xóm này tôi ít khi nào nhiều chuyện nha. Hồi nãy tôi chỉ hỏi bà là cái triệu chứng của người có bầu. Xong rồi cái bà nói là như vậy, tôi tưởng chị. Ủa? Đúng rồi, chị qua nói mà. Hai người đừng có ra đánh hiếp tôi, mắc cười quá à. Nói chung là em con á. Tao quá mệt rồi, mệt lắm rồi. Bây giờ lý giải nha, không hề có bầu. Cái lúc đó là ông này ông mang tới là một ký cốc và một ký me. Thì ngồi hai đứa ăn với nhau chứ có cái gì đâu. Mà ngay cái lúc ta đang bị xót ruột, ta đau bao tử, thấy là ta bị tái bệnh, thì ông mới thấy ông có lỗi thì ông chăm. Cái gì mà tôi mới đồn tôi có bầu? Ta 49 tuổi rồi, ta tiền mãn kinh tới nơi rồi, trứng nó teo rồi, bầu bì gì nữa. Mà ông này bây giờ ông cũng liệt rồi, làm ăn được cái gì đâu. Trời ơi, chú Hư bị liệt. Ê, nghe bà nói bậy bà. Đây, để tao qua. Nè, tao chứng minh cho bà thấy. Nè, không liệt, dũng mãnh như một siêu nhân. Cho coi liền. Trời ơi.